Anh Sơn Lâm, vừa có đề thi văn xong rồi, anh cảm thấy thế nào? Khổ lắm, anh phiên hóa bách khoa, hỏi văn trả lời kiểu gì? Đối chứ đề thi văn năm nay anh đang đọc đây. Hay! Hay! Mời đếm! Mời đếm! Chúc mừng các bạn, năm nay thi nhưng mà khó đấy. Nhưng mà khó đấy. Thực ra nhá, cái đề năm nay ấy là anh... đọc qua cái là anh nghĩ đến một bài hát. Có phải là nấu ăn cho em của Đen Vâu đúng không anh? Mọi người đều nghĩ đến Đen Vâu. Nhưng không, bài hát mà anh nghĩ đến đó là cái bài mà gì mà Tùng Dương hát ấy, Ngày Chưa Dông Bão, đúng không? Tại sao nghĩ đến bài đấy? Là bởi vì nếu mà đọc qua cái đề văn năm nay thấy có mấy cái keyword. Một là đấy, để là dông bão cuộc đời thì ai cũng sẽ có lúc đi qua. Thế rồi là khi mà đi qua những dông bão cuộc đời đấy thì điều quan trọng nhất đấy là mình phải tìm được cái sự cân bằng trong cảm xúc. Thực ra cái câu chuyện này anh nghĩ nó hay là ở chỗ vì nó chạm đến rất nhiều người nhá, đến tất cả chúng ta luôn, lứa tuổi nào cũng thế, đều có những cái dông bão từ nhỏ đến lớn. Và sau những cái dông bão đấy thì đều cần cái sự cân bằng cả. Anh nghĩ cái đề này nó hay ở chỗ đấy, nó chạm đến mọi người. Oh my god, wow. Anh có thấy là các thánh đoán đề năm nay phán chuẩn không anh? Đoán đề ạ? Đoán đề thì hôm qua anh cũng đoán đấy. Nhưng không, hôm qua thì thực ra không phải là đoán nhé, mà hôm qua là hên xui. Tức là trong cái chương trình chuyển động 24 giờ trưa ngày hôm qua thì bọn anh có rút thẻ. Theo phong tục truyền thống của người dân Việt Nam, mỗi dịp Tết đến xuân về, rút cái thẻ xăm xem là nó ra được cái thông điệp gì đấy. Thì có ra được bài gì nhỉ? Tây Tiến. À đấy, lại nói về đoán đề. Nói về đoán đề thì... trước kỳ thi này trên mạng môn văn ấy bao giờ chả có nhiều người đoán đề đúng không? Dựa vào nhiều những thông điệp từ vũ trụ khác nhau, ví dụ như là MV của Đen Vâu chẳng hạn, Nấu Ăn Cho Em, là mọi người nhìn vào đấy là có mấy cái chi tiết gì nhỉ? Sông Đà. Sông Đà, người lái đò sông Đà đúng không? Là đoán người lái đò sông Đà là bởi vì trong cái MV đấy của Đen Vâu là có một cái đoạn mà sông nước, đúng không? Anh nhớ là như thế. Thế còn là có cái nồi cơm nữa. Trong MV đấy của Danville có cái nồi cơm nữa, thế là đoán là gì nhỉ? Vợ nhặt. Đấy, nếu ai đoán thế là trúng này. Nhưng mà nói tóm lại là đã là đoán thì nó là hên xui. Mà thi rồi còn phải đoán nữa là chết dở. Thông điệp đấy ngày hôm qua, buổi trưa ngày hôm qua anh cũng chia sẻ trên sóng chuyển động. Thế là đã học thì phải học đều. Cảm nhận gì về đề không anh? Đề thi năm nay không anh? Đề thi năm nay thì đấy, như anh nói đấy, là một chủ đề rất là rộng, động đến mọi người. Và vì nó động đến mọi người cho nên là ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ riêng về cái chủ đề đấy. Mỗi bạn thí sinh cũng thế. Cũng có nghĩa là sẽ có hàng nghìn, hàng chục nghìn những tư duy khác nhau về cái đề tài đấy, để viết thành những bài văn khác nhau. Và đấy, anh nghĩ đấy là một trong những điều thú vị của đề thi năm nay, rất là đáng để chờ đợi xem là cuối cùng những thí sinh được điểm cao, ví dụ thế chẳng hạn, thì họ sẽ có những cái quan điểm như thế nào về dông bão cuộc đời, về cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Mọi người hay chúc các sĩ tử là may mắn rồi đạt điểm cao này kia. Anh nghĩ rằng là đấy là những lời chúc cửa miệng, nó không thực sự đi vào bản chất vấn đề. Chúc ấy là phải chúc cái này. Chúc các bạn sĩ tử sẽ không gặp phải những điều xui xẻo nằm ngoài dự kiến nào của các bạn, và các bạn sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng xứng đáng với năng lực của các bạn. Còn chiều nay thi, còn ngày mai thi nữa. Quan trọng là cái gì qua rồi thì nó qua rồi, cái gì phía trước đó mới là cơ hội, đúng không? Chúc các bạn sĩ tử thi tốt những môn còn lại.